Alo alo, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Sài Gòn Du Hí. Rất vui được gặp lại mọi người. Kính chúc tất cả các bạn được thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Đố các bạn mình đang ở đâu nè? Bây giờ là mình đang ở ngay cái cửa hàng đồ chơi Nhật Bản Anime. Và anime là gì? Thì hãy cùng nhau khám phá nha. Bây giờ mình sẽ cùng nhau vào coi các cái mô hình đồ chơi này ha. Có rất nhiều cái mô hình đồ chơi này luôn. Và mình sẽ từng bước quay cho các bạn xem. Có cả mô hình và giá của nó luôn nè. Mọi người tham khảo ha. Nếu được thì mình sẽ quay rõ cái đồ chơi đó cho các bạn xem ha. Thì để mình nói qua về anime ha. Anime là hoạt hình vẽ tay và máy tính, nguồn gốc từ Nhật Bản và được gắn kết với Nhật Bản. Từ anime là thuật ngữ tiếng Nhật dùng để nói tới tất cả các định dạng truyền thông phim hoạt hình. Ở các nước phương Tây, Mỹ và ngay cả Việt Nam thì cụm từ phim hoạt hình thường được dùng để chỉ các sản phẩm giải trí dành cho trẻ em thôi. Thế nhưng mà đối tượng khách hàng mà anime nhắm đến lại có phạm vi vô cùng rộng lớn và phức tạp. Thế giới anime thật ra là đa dạng, phong phú dành cho mọi lứa tuổi. Tức là người lớn chơi cũng được, rồi con nít chơi cũng được. Mọi người nhìn xem nè, mô hình của họ nè, rất là tinh xảo luôn. Từng cái đường nét y như là người thật luôn. Thì không có bám cứng vào cái quy tắc chỉ dành cho trẻ em, anime còn khai thác các chủ đề rộng lớn hơn và với những vấn đề trưởng thành hơn nữa. Cũng vì thế mà cái thế giới này á, thì sẽ rất là phức tạp. Và cũng từ đó mà các tuyến nhân vật á, luôn có sự thay đổi dựa theo sự phát triển. Noel thì đã gần kề và sắp tới là rất nhiều ngày nghỉ lễ như là năm mới nè. Ác hẳn anime là một trong những món quà vô cùng dễ thương rồi vô cùng xinh xắn để dành tặng nhau nè. Mình cũng thích có một bộ nữa. Nhưng mà các bạn thấy nè, cái giá thành có thể nói là hơi cao ha. Sở dĩ là cái giá thành mà những cái mô hình này hơi cao như vậy á, là tại vì các bạn nhìn nè, từng cái đường nét nè, mắt, mũi, miệng, tóc, tai, quần áo, rồi giày, dép, các cái linh phụ kiện kèm theo nè, đều là mô phỏng rất là chi tiết và giống y chang như là người thật luôn á, không sai tí nào luôn. Và từ anime á, trong tiếng Anh còn được gọi là animation. Thì cho tới tận ngày nay á, khi nhắc đến anime, người ta chỉ nghĩ đến hình ảnh những nhân vật có đôi mắt to và ướt át, đôi mắt to tròn long lanh. Và đôi mắt to quá khổ này cũng đã dần dà trở thành trào lưu cũng như chuẩn mực của các anime ngày nay. Việt Nam thì có hoạt hình, Mỹ có cartoon, còn Nhật thì có là anime. Và một trong những cái anime nổi tiếng nhất á, mà nói ra thì ai cũng biết hết. Đố mọi người là phim gì? Đó là phim hoạt hình Doraemon. Bắt đầu thấy quen rồi ha mọi người ha. Thì hiện nay hãng sản xuất anime nổi tiếng của Nhật á, nó cũng có rất là nhiều bộ phim khá nổi tiếng và được cả thế giới công nhận, như là Grave of the Fireflies, My Neighbor Totoro. Và có rất nhiều cái thể loại anime hiện nay là rất là nổi tiếng nhằm phục vụ cho từng đối tượng độc giả nè, như là Adventure, Fantasy, Yuri, Kodomo, Romance, Comedy, School. Nhiều lắm mọi người ơi. Và ở đây thật là một cái bữa mà mình được ngắm nhìn các cái mô hình này thỏa thích luôn á. Mùa đông đã và đang đến gần hơn, và không khí Giáng sinh cũng dần tràn ngập trên khắp các nẻo đường. Trẻ nhỏ cũng trở nên háo hức hơn
khi mong đợi những món quà đến từ ông già Noel. Ngày nay thì mọi người cho rằng ông già Noel đang sinh sống tại Bắc Cực cùng với những người lùn, và ông dành toàn bộ thời gian để chuẩn bị quà và đồ chơi cho trẻ em trên khắp thế giới. Vào dịp Giáng sinh, những trẻ em trên khắp nơi sẽ viết thư gửi đến ông. Và trong thư ấy, thì các bé sẽ kể về những điều tốt nè, những việc làm ngoan mà các bé đã làm trong suốt cả năm, với hy vọng là ông già Noel sẽ yêu quý và gửi tặng những món quà yêu thích. Thì ông Noel sẽ đọc từng lá thư và xem những cái đứa bé đó mong muốn được nhận quà gì trong mùa Giáng sinh. Ông cùng với các chú lùn ở xưởng sản xuất đồ chơi tại Bắc Cực của mình sẽ cùng nhau chuẩn bị quà cho những đứa trẻ ngoan. Những đứa trẻ ngoan thôi nhé. Các bé có ngoan không nào? Riêng chị thì chị ngoan lắm đó. Và mỗi đêm Giáng sinh đó, ông là bắt đầu cuộc hành trình của mình với cỗ xe kéo bởi chính chú Từng Lộc để mang quà và đồ chơi cho các thiếu nhi. Ông sẽ đến từng nhà, chui qua đường ống khói và đặt những món quà vào trong những cái chiếc tất là chiếc vớ bên lò sưởi. Việt Nam mình thì không có lò sưởi, tại vì nóng quá. Và khi thức dậy vào sáng hôm sau á, các bạn nhỏ sẽ rất là vui mừng khi mà nhận được quà từ ông Noel. Nãy giờ thì vừa đi ngắm các cái mô hình anime và vừa nghe nói chuyện. Bây giờ các bạn tiếp tục để ngắm các cái mô hình này ha. Và có cái 4.8 triệu luôn nè mọi người. Năm trăm ngàn. Wow. Mọi người nhìn thấy nè, những cái cơ bắp 6 múi nè, nhìn rất là thật luôn. Dragon Ball. Cảm ơn các bạn đã xem video rất là nhiều. Nếu mà thích video này á, thì các bạn cho mình một like nè, chia sẻ, rồi nhấn đăng ký cho mình ha. Nhớ nhấn cái chuông kế bên á, để khi nào mà có video mới nhất thì các bạn sẽ nhận được thông báo ha. Cảm ơn các bạn đã xem video rất rất là nhiều luôn. Và cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho kênh của mình. Chúc tất cả các bạn và gia đình có một mùa đông thật là ấm áp, một mùa đông không lạnh và một mùa đông không bệnh nữa nè. Bye bye và hẹn gặp lại trong các video sau. Bye bye.